Ok, và xin chào mọi người đã quay trở lại đến với Việt Thủ Mình. Thì bây giờ mình sẽ diễn mình game thức đăng ký anh em ơi. Đầu tiên thì chọn màu đăng ký này. Đó, anh em có thể chơi free, hoàn toàn miễn phí anh em ơi. Đó, đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký này. Anh em chọn cho mình ô đăng ký. À, từ từ, nó bị lỗi một chút này. Chọn cho mình một ô đăng ký. Thì tại đây anh em được cho mình tài khoản này, cũng như là mật khẩu các thứ của anh em ở đây. Và cái quan trọng nhất nhá, là ba cái mục mà họ dạy tắt cái chế độ xem kìa. Đó thì ba cái bộ này anh em không được để cho ai biết hết, và nhớ cho mình cái mã xác minh đó, nhập cho mình cái mã xác minh là cái chắc chắn rồi. Và một quan trọng không thể thiếu đó chính là dạng tôi đã hiểu và dạng đây đó, anh em ấn vào đây thì anh em mới có thể đăng ký được anh em nhé. Đó thì tiếp đó này, anh em cho mình một chữ đăng ký người dùng mới. Ok, thì đây chính là cái giá trị của nó. Thì trước tiên mọi người thì cho mình này, nó cực kỳ là đẹp anh em ơi, rất rất đẹp và rất rất nhiều trò chơi trên cái trong web của con app này. Đó, đến nhận ra mình sẽ để dẹp phần mô tả anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm với trò DZ Long Hổ anh em ơi. Đó, thử trải nghiệm với trò DZ Long Hổ anh em nhá. Ok, thế nào? Từ từ anh em ơi. Thì trước khi thì mình sẽ dẫn cho anh em cái rút tiền trước đó. Chọn mình hội viên này. Ok, và hiện đây anh em chọn mình rút tiền. Thì anh em thêm cho mình cái ngân hàng của anh em vào cho mình anh em nhé. Đó, mà ngân hàng này, chi nhánh cũng như số tài khoản. Chi nhánh thì ở Thành phố Hồ Chí Minh này, Hà Nội hay là Cần Thơ, Cà Mau anh em ơi. Đó, và ok, nhớ cho mình với ngân hàng thì anh em gửi rút tiền được. Đó, và có rất là nhiều những ưu đãi trên cái con app này. Và tẹo nữa thì mình sẽ nói cho anh em biết. Anh em hãy xem cái video giúp mình anh em nhé. Đó, và tiếp đó này, bây giờ mình sẽ đặt chơi anh em ơi. Ok, thì mình sẽ vào trò DZ Long Hổ như nói anh em nhá. Đó, vào DZ Long Hổ này. Ok, đầu tư nó chưa anh em ơi, DZ Long Hổ này. Đó, bên cạnh nó là SS trực tuyến. Nói chung là mình nghĩ mình cho này chắc là trực tuyến anh em ạ. Ok, mình vào DZ Long Hổ anh em ơi. Đợi chút này, nó sẽ nói anh em ạ. Đây đây đây, mạng mình hơi kém, thế là anh em thông cảm một chút cho mình anh em nhé. Ok này, và đây nó chơi trực tuyến anh em ơi. Thì anh em để cho mình lệnh đầu tiên gì đây, một với cả bốn. Ok, login. Thì anh em có thể để cho mình là đây là cái bàn mới, và cái bàn mới rất là khó đánh anh em ơi, tất cả những bàn mới đều là những bàn khó đánh hết đó. Và ok anh em ơi, thì mình sẽ thử dò một cái lệnh cho anh em ạ, thử dò một lệnh anh em nhá. Ok, dò một lệnh của anh em ơi. 2 lít này, 3 lít. Ok đó, 3 lít hủ. Và thời gian của nó chỉ có khoảng tầm 15 giây anh em ơi. Thì anh em cần phải đánh nhanh cho mình một chút anh em ạ. Đó, 5-6. Ok, chung mà với giò này thì mình cũng không quá mong là ăn đâu anh em ơi. Bởi vì nó là cái bàn mới, và bàn mới thì cực kỳ nó khó đánh anh em ạ. Đó, ok. Và chúng ta sẽ gấp đi anh em nhé. Đó, đánh 300 thì chúng ta gấp đôi cho mình. Cơ thúc của mình luôn là gấp đôi đó. Và chỉ đánh với cầu bên đấy, đến khi nào được ăn thì thôi, thì chúng ta mới có thể đổi anh em nhé. Đó, và xem ăn không nào. Ủa, một anh em ơi, một rồi, mình nhận bóng một anh em ạ, 1,8 đó. Và chơi trực tuyến này thì anh em phải thấy cái độ tin cậy, cái độ uy tín của cái trong web của app này nó cực kỳ là cao anh em nhé, cực kỳ là cao thì nó mới được như vậy anh em ạ. Đó, và ok thì chúng ta sẽ đánh lên 1.000 anh em ơi. Đó, 300 cộng 500 là 800, thì mình lấy 1.000 thì mình có lãi anh em ơi. Đó, 1.000 đây tức là 1 mét anh em ạ. Đó, mình đưa đánh 1 mét anh em ơi. Nào nào, vì cầu mét 2 rồi. Ăn không? Ăn không? Ăn không? Ok anh em ơi, đã ăn rồi anh em ơi. Đó, 9 và cả 8. Thì đối với mình nhá, chơi trực tuyến như này thì mình thấy cực kỳ yên tâm với anh em ạ. Đó, 9 và cả 8 ăn rồi anh em ơi. Mà chúng ta đã lời là gì ạ? 200k. Anh em thấy số dư của mình là gì ạ? 32. Chúng mặt tiền về anh em tức anh em ạ. Đó, thì tiếp đó thì chúng ta sẽ có thể thả một cầu đi. Thả 1 đến 2 cầu, không đánh anh em ơi. Tại vì được ăn rồi anh em cứ bình tĩnh mà đánh thôi, đừng có mà lại vụt liên tục làm gì cả anh em ạ. Cứ thong thong mà đánh thôi anh em ơi. Đó, cứ thong thong đánh thôi. 6 với 8 thì với cái dạng cầu này thì anh em có thể thấy rất giống cầu, rất dễ với cầu muốn anh em ạ. Mình sẽ từ rất dễ với anh em ơi, rất dễ vùng cột. Thế nhưng mà ấy, với kiểu của mình thì mình sẽ đánh đó chính là long tiếp anh em ơi. Bởi vì nhá, anh em thấy cho mình này, với cái bàn này nhá, với cái bàn này, với cái dấu hiệu này nó chưa thể nào vì một được anh em ạ. Nó phải thêm một cái cầu nữa thì nó mới là 1-1. Còn không ấy thì nó sẽ là như này anh em ạ, sẽ là như này, sẽ là như này anh em ơi. Nó sẽ là long tiếp anh em ạ. Đó, hiểu chưa? Nó 2 lít. Tại vì mình đánh cho anh em xem thôi anh em ạ, tiền tiêu thụ phí anh em ơi. Nên là mình cũng không dám nắp to.
Đó. Thì mình lên video là để dạo muốn nói cho anh biết là hiện nay là có trong web app nó cực kỳ ngon đó, và đang lờ đúng không ơi, lờ rồi thì chúng ta lại nghỉ một tay một tiếp cho mình, lại nghỉ một tay đợi tay kia cho anh em nhá. Đó, ok, như là long tiếp hay sao anh em ơi, long tiếp anh em ạ. Đó, và tiếp tục này, tiếp tục nó là về long mà. Ok anh em ơi, mình đang có 100k ở nhà cái. Ok, hổ anh em ơi, hổ thưởng giò 100 anh em nhé. Đó, tại vì cái lệnh vừa rồi của nó là long đúng không, anh em nhìn cầu là dạng 1413, 1413 thì tính cho mình 14 trừ đi cho 13 là 11 anh em ạ. Đó, ok ăn anh em ơi, anh em thích cho mình 14 trừ 13 là sẽ ra cầu 11. Đó là được ăn của anh em này. Ok, đã được ăn. Và đây anh em ơi, ăn được 100k chúng là cũng được. Và tỷ lệ của nó là 11 anh em nhé, chứ không phải là 1 N với cả 0,95 như những trang web đó. Thế là mình thấy cái tỷ lệ của nó cực kỳ được cao anh em ạ. Đó, và chúng ta với cái lệnh này chúng ta cứ bỏ thôi anh em ơi. Cứ bỏ thôi. Bỏ luôn anh em nhé. À không nào. Nào nào. Ok, hổ tiếp. Ok, hổ tiếp anh em ơi. Ok, thì mình với cái lệnh này thì mình sẽ thử dò long anh em ơi. Mình sẽ thử dò long anh em nhé. Giỏ long á. Hồi hổ tiếp anh em ơi. Hổ tiếp này, thêm 100k hổ tiếp anh em ạ. Đó. Nào nào nào. Vào cuối video thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em các cái mục dạ, có thể kiếm thêm thu nhập khác anh em ơi. Đó, nào ăn không anh em ơi. Ăn không, ăn không, ăn không. Ăn không. Ok tiếp anh em ơi. Đó. Và cái cách của mình thì mình đã thử rất nhiều rồi. Đó. Và sau khi nhá mà anh em xem được của mình thì bật chuông thông báo cho mình luôn. Bởi vì khi mình ra video ấy thì anh em sẽ là những người đầu tiên xem được nó. Đó, tránh để nhà cái xem trước, bởi vì nếu mà nhà cái họ xem được ấy, họ sẽ đổi cái quy luật của trò chơi cũng như là cái tỷ lệ thắng và cách chơi của mình, nó sẽ bị dạng chế nên nó lỗi thời anh em ạ. Đó, thế là mình rất là muốn anh em đăng ký kênh của mình, nhớ bật chuông cho mình anh em ơi. Đó, và đừng quên đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần comment video anh em nhá. Ok, và cái tỷ lệ hòa như này thì nó là 18 anh em ơi. Thì anh em đánh 100 thì anh em được 800 anh em ạ. Quá là hút đúng không anh em? Đó. Ok, mình sẽ đánh luôn 300.000 long anh em ơi. 300.000 long anh em nhá. Đó, 300.000 luôn. Xem nó như nào anh em ạ. Ok, 1 giây. Mở đi, mở đi, mở đi. Mở đi. Ok anh em ơi. Mình nhìn món gì? Đó đúng không? Tiếp anh ạ, với cái bàn nó về long như thế này thì anh em cứ thông thông mà đánh thôi, cứ thông thông đánh cho mình anh em nhá. Đó, tiếp tục là mình đang có 900 rồi, 900 của nhà cái thì mình sẽ thử xem một lệnh nữa, mình đánh trả nhà cái 400 để mình ăn 500 anh em ơi. Chúng ta nên ăn no anh em ạ, không nên quá hào mù làm quá gì hết, nên ăn no cho mình anh em nhá. Đó, nên ăn non. Ok, long tiếp anh em ơi. Anh em có thể thấy là long nó về rất rất là nhiều luôn, rất là nhiều anh em ạ. Đó. Và ok anh em ơi, mình sẽ trả nhà cái 400.000 lệnh anh em ơi. Chung cùng từ trả đi, chung là thắng thua là không quan trọng, trả là thắng thua quan trọng, nhưng mà thắng thì rất là vui anh em ơi. Đó, thắng thì rất là vui. Ok, mình trả luôn anh em nhá. Ok, trả luôn 400.000 hộ họ đi. Đó. Ăn không đây. Ăn không đây. Ok, mất anh em ơi. Mất rồi anh em ơi. Đó, ok, và chúng ta lời được 5 lít. Nói chung là bỏ ra cho mình khoảng tầm vài phút thì chúng ta ăn được vài tay anh em ơi. Thế là quá được rồi anh em ạ. À, bây giờ mình trở ra này. Mình trở ra. Ok. Ok, chưa trở ra anh em ơi. Ok, mình trở ra anh em nhé. Nào, xác nhận này. Trở ra đi. Trở ra ok. Và đây anh em đợi một chút này. Đóng này. Ok. Và kiểu dưới cho mình thì có rất là nhiều các trò chơi anh em có thể tải hoặc là chơi trực tuyến như mình cũng được anh em ạ. Đó, mình khuyên anh em nên tải chỗ đăng nhập thứ cho tiện. Ok, bên cạnh một đại lý thì anh em nhập cái tài khoản đại lý nhượng quyền vào tức là của anh em ấy. Đó, thì anh em sẽ đại lý của mình. Và ok anh em ạ, đại lý cấp một xong thì anh em có thể nhận được nhiều hoa hồng. Anh em mời càng nhiều người thì hoa hồng của anh em càng cao anh em nhá. Đó, càng cao luôn anh em ơi. Đó, và anh em xem kỹ cho mình vụ này. Ok, tại một quà tặng thì rất là nhiều đãi mà mình sẽ không tiện nói anh em ơi, bởi vì thời gian của nó quá là dài anh em ạ. Đó, thời gian của mình video khá là dài rồi. Ok, và tiếp đó là mục dạng đây hỗ trợ thì đây là nhà cái họ sẽ hỗ trợ anh em 24/24 anh em ơi. Đó, 24/24 luôn. Ok anh em ơi. Đó,
Và tiếp đó đây, tại mục đây thì mình sẽ cho anh một rút tiền rồi đúng không ạ? Đó, rút tiền và có chuyển tiền. Và anh em xem cho mình anh em nhá. Ok anh em ơi, và cuối cùng thì video của mình đến đây kết thúc và tạm biệt tất cả anh em. Đừng quên để lại một like, một đăng ký cũng như là ấn chuông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo của mình anh em nhé. Và anh em xem kỹ cho mình cái mục này anh em ơi.